Ok, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với AK Computer và tôi là Thái Dối. Trước mặt tôi đây đang là một em laptop thuộc dòng cao cấp của MSI, đó chính là GE63. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem em nó có điều gì đặc biệt nhé. Let's go. Ok, và chúng ta cùng xem với cái dòng cao cấp này thì MSI thiết kế vẻ bề ngoài của nó như thế nào. Phía trước của máy thì vẫn là một chiếc logo MSI được đặt ở chính trung tâm một cách rất là tỉ mỉ và đẹp đẽ. Cùng với đó là cực kỳ đặc biệt là hai rải led RGB liên tục chạy màu khi các bạn bật máy lên, tôn thêm cái dáng vẻ đẹp đẽ và kiêu sa của em nó. Ở phía dưới thì chúng ta có được đó chính là hai lỗ tản nhiệt cực kỳ to và thiết kế hầm hố giống như kiểu là cái bô tản nhiệt của một em siêu xe đấy. Ở dưới phía mặt bên trước thì có in chìm một dòng chữ, đó là Rider. Và để xem ở bên dưới của máy thì đáy máy thì chúng ta có được gì. Wow, ở phía dưới cũng được MSI thiết kế một cách rất là tỉ mỉ với bốn cái chân đế để giúp cho chiếc laptop cao hơn so với bất kỳ một mặt phẳng nào các bạn đặt laptop lên, giúp cho cái việc mà lấy khí mát từ bên dưới để đẩy sang các quạt tản nhiệt ở hai phía và phía sau một cách tốt hơn. Và chúng ta có thể nhìn được luôn cả nội thất bên trong của em nó. Thôi có thể nhìn thấy được đó là ống đồng tản nhiệt, đó là cả wifi và cả RAM nữa. Một thiết kế khá ấn tượng trên MSI, mặc dù là các chúng ta mua laptop về thì cũng không quan tâm đến quá nhiều đến mặt sau thì chúng ta chẳng nhìn được nhiều cho lắm. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một cái thiết kế cực kỳ ấn tượng của MSI. Nào, xem tiếp đến phần hai bên. Thì phía bên trái của chúng ta cũng có một cái lỗ tản nhiệt, thêm vào đó là một cổng LAN và một cổng HDMI, một cổng DP, một cổng USB, cổng Type-C và hai cái lỗ 3.5 để có thể cắm tai nghe và mic. Thông thường thì những cái laptop bình thường thì sẽ có cổng tai nghe và cổng mic gộp lại là một, nhưng ở đây thì MSI quyết định tách nó ra làm hai để cho các bạn có thể tận dụng được nhiều loại tai nghe dành cho PC nhiều hơn. Vì các bạn có thể để ý rất nhiều các loại tai nghe tốt hiện tại thì đều được thiết kế có hai cổng cắm và đều là tai nghe gaming cả, và chúng ta có thể sử dụng được nhiều loại tai nghe cao cấp hơn. Ở phía bên tay phải chúng ta cũng có một cái lỗ tản nhiệt cũng được thiết kế một cách khá là bố, và thêm vào đó nữa là hai cổng USB và một cổng cắm thẻ SD nữa. Như vậy là chúng ta đã đi hết vẻ bề ngoài của MSI này và sẽ cùng tôi mở mình ra để xem bên trong có những cái gì. Bên trong thì chúng ta có một màn hình 15.6 inch. Và khi các bạn đã trải nghiệm một cái màn hình 120Hz rồi thì tôi đảm bảo với các bạn không bao giờ muốn quay trở lại những cái màn 60-75Hz nữa là gì cả. Nó thực sự là quá cùi bắp khi các bạn đã trải nghiệm được những cái màn hình 120Hz này, nhất là với các bạn biết thủ chơi những cái dòng game FPS như là CSGO hay là Overwatch, hay là thậm chí cả bản Half-Life 1.1 đi nữa, thì 60 hay là 120Hz nó là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Xét cả về màu sắc và màn hình thì mặc dù không phải là một tấm nền IPS, nhưng mà cái màu sắc và độ sáng đem lại cảm giác cho tôi một cách khá là ổn. Và bây giờ sẽ đến với điểm đặc biệt nhất và điểm thu hút nhất của MSI này, đó chính là cái bàn phím LED RGB với công nghệ của SteelSeries. Đó là một chiếc bàn phím mà chúng ta có thể tùy chỉnh được ánh đèn LED. Và phía bên tay phải bàn phím thì nó có 3 nút đặc biệt, đó là nút nguồn và một nút khiến tôi cực kỳ thích thú, đó chính là một nút để các bạn có thể tùy chỉnh được ánh đèn LED RGB của bàn phím với khá nhiều mức option cho các bạn lựa chọn. Và bên dưới một nút đặc biệt hơn nữa và khiến tôi thích thú hơn nữa, đó chính là một cái nút mà khi các bạn ấn vào một cái thôi thì cái quạt tản nhiệt sẽ được chạy hết công suất và tiếng của nó nghe một cách cực kỳ phê, và lượng gió nó thổi ra các bạn có thể thấy là rất lớn, tiếng quạt các bạn có thể nghe được, cái quạt chạy một cách cực kỳ to và khiến cho chiếc laptop bên mình này trở nên khá là tuyệt vời. Khi các bạn chơi game thì thường là bắt kiệt công suất và khiến cho các bộ máy ở trong laptop hoạt động với một công suất rất lớn, và hiện tượng nóng máy xảy ra rất nhiều. Với cái việc thiết kế cho việc ấn quạt tản nhiệt để cho quạt tản nhiệt chạy hết mức như này thì nó là một thiết kế quá tuyệt vời với các bạn game thủ hay try hard mà. Và tiếp đến cái bát chuột của chúng ta thì cái bát chuột này thực ra theo tôi đánh giá thì nó cũng không được hoàn hảo cho lắm, nhưng mà về mặt di về độ nhạy của bát chuột cũng như là việc ấn của bát chuột nó không được vừa phải cho lắm. Nhưng vấn đề ở chỗ đây là một chiếc laptop gaming, và cái việc chúng ta sử dụng cái bát chuột này thực sự nó chỉ là chữa cháy để cho những cái thao tác như quả này thôi. Còn khi chúng ta dùng vào mục đích chính, đó chính là chơi game, thì thường là chẳng ai dùng cái bát chuột này để bắn Overwatch hay là ngồi chơi LOL gì cả. Và chúng ta sẽ cắm chuột lại để chúng ta có thể bỏ qua được phần yếu điểm về mặt bát của con máy này. Và hãy cùng xem con MSI này thì nó chứa những cái gì ở bên trong. Đó chính là một chiếc Intel Core i7-8750H và một chiếc card cường 1060 6GB. Với việc Core i7 và 1060 6GB thì tôi đảm bảo là các bạn có thể chiến mượn mà mọi loại game tại thời điểm bây giờ. Thêm vào đó là 16GB RAM, 1TB HDD và 128GB SSD, một thông số cực kỳ ấn tượng của một em laptop. Ok, và chúng ta sẽ cùng test xem GE63 này thì sẽ làm được
thì với một con game khá đình đám ở thời điểm hiện tại là PUBG, PUBG. Hiện tại thì tôi vẫn đang chơi ở cái mức cấu hình đó là 2 setting và FPS của nó đạt được ở mức độ không thông quạnh như đây là 90 FPS, GPU đang chạy ở mức 7-98% luôn, gần như là 100%. Các bạn có thể thấy là với cái con game PUBG này thì nó muốn cấu hình đến mức độ như nào. Còn CPU thì đang chạy rất đơn giản, chỉ ở mức 30%-34% mà thôi. Và khi rút đồ và nhặt đồ thì các bạn có thể thấy là FPS cũng tụt giảm không đáng kể, thì vẫn đang duy trì ở mức 80-90 FPS. Khi mà bật tab lên thì FPS mới giảm sâu đến cái mức là 50, nhưng mà ngay lập tức sau đấy đã trở về với FPS 90 FPS rồi. Và sau khi chuyển mức setting về mức medium thì FPS ngay lập tức đã lên ở mức 90-105, và thi thoảng cái lúc rút đồ thôi thì mới hạ được xuống cái mức 80 FPS. Và GPU, CPU thì đang ở mức nhiệt độ đó là 74-77 độ C. Sau khi đã được bật quạt tản nhiệt, cái chế độ quạt tản nhiệt của MSI GE63 này thực sự là rất hữu ích với các bạn game thủ chơi những dòng game nặng như này. Và GPU thì đang vẫn chạy ở mức 97%-96%, gần như là max rồi. CPU thì chạy đơn giản thôi ở mức 50, thậm chí là có những lúc nhảy xuống 20-30 thôi. Thì chúng ta có thể thấy là cái dòng game PUBG này nó muốn căng màn hình đến mức độ như nào. Như vậy là hai setting cũng chiến được và medium cũng chiến được. Và cùng tôi đi tiếp đến một dòng game nữa, đó là CS:GO, một game khá đình đám của thời ngày xưa. Các có thể thấy lúc mua đồ như này thì FPS thực sự nó lên đến tận 250-256 cơ. Còn CPU thì lại chạy ở mức cao hơn, đó là 92% cơ. Và nhiệt độ của cả hai cũng được thay đổi so với PUBG, đó là cả màn hình chỉ ở mức 70 độ C. Còn CPU đã lên đến mức 85, thậm chí là 90 độ C. Mặc dù là đã có quạt. Và đó là tất cả những gì tinh túy nhất của chiếc laptop GE63 này. Và laptop đang được bán ở trên trang web của hãng Khang với giá niêm yết rẻ đâu, chỉ có 48.990.000, một cái mức giá hơi nhói thất một tí. Nhưng vấn đề là còn rất nhiều quà tặng được các kèm theo, như hỗ trợ giảm giá 800.000 hay là một cốt PUBG trị giá 350.000, mua máy về là chiến PUBG luôn. Và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại những video lần sau của Hán Khang. Nhớ like và subscribe cho chúng tôi nhé.